Chào các bạn! Gần đây Trang có nhận được rất nhiều yêu cầu swatch các màu son nude. Vì thế video hôm nay sẽ là về tông son này và một số tips khi sử dụng nhé. Đây là một màu son siêu đẹp nhưng sẽ khá là rắc rối nếu chúng mình chọn không đúng thỏi. Vì thế Trang hy vọng sau video này các bạn sẽ nắm được một vài bước cơ bản nếu như bạn đang tìm kiếm một màu son nude phù hợp. Đầu tiên là về các tông son nude có nhiều sắc cam như thế này, và Trang thường gọi là Peachy Nudes. Nhóm màu này sẽ phù hợp với các bạn warm undertones, da ấm và sắc tố vàng nhiều hơn. Nếu bạn không chắc undertone của mình thì hãy nhìn xuống ven cổ tay luôn nhé. Ven có màu xanh lá cây hay là bạn thường đeo trang sức vàng nhiều hơn thì đấy chính là tông son mà bạn nên cân nhắc đấy. Các màu son này cũng rất phù hợp với các bạn da hơi ngăm một chút. Câu hỏi tiếp theo mà Trang nhận được khá nhiều là nên make up thế nào để dùng được son nude? Câu trả lời là không có một công thức chung nào cả đâu. Với cá nhân mình thì mình sẽ thường sử dụng các màu mắt ấm như vàng, nâu, đồng kết hợp với bước highlight tạo khối thật cẩn thận và kẻ lông mày cong chứ không ngang. Lý do là vì môi mình dày nhưng mắt lại bé. Nếu chỉ tô son không thì buồn cười cực kỳ luôn ý. Vì vậy nên mình lúc nào cũng muốn nhấn vào mắt để trông đôi mắt được to, rõ hơn. Với lại khuôn mặt tròn chứ không thon nên cần tạo khối để cảm giác gương mặt gọn lại. Tuy nhiên cũng có những bạn gái chỉ cần kẻ mắt mảnh, chút mascara một chút thôi là đã xinh lắm rồi. Một kiểu make up phù hợp với người này nhưng chưa chắc đã phù hợp với người kia, vì màu da, các đường nét trên khuôn mặt của mỗi người đều khác nhau. Tất cả đều tùy thuộc vào sở thích và thói quen của bạn thôi, nên là hãy trải nghiệm các phong cách khác nhau để tìm ra cho bản thân kiểu trang điểm mà bạn thấy phù hợp nhất. Và nếu bạn đã thấy đẹp rồi thì Trang nghĩ bạn không cần phải lo lắng gì thêm cả đâu. Đừng quá băn khoăn khi thấy người này người kia áp dụng những bước này, màu này mà cũng ép buộc bản thân phải làm giống y hệt như vậy nhé. Quan trọng nhất vẫn là hãy để bản thân thật thoải mái khi make up mà. Thời gian cũng là một yếu tố quan trọng khác. Nếu bạn chỉ có 10 phút để make up thì thành quả cũng sẽ khác hẳn với khi bạn dành hẳn 1 tiếng để trang điểm kỹ càng. Cái hay là khi bạn đã tìm được một màu son nude phù hợp rồi thì Trang tin là bạn sẽ khá bất ngờ, vì dù trang điểm nhẹ nhàng hay cầu kỳ thì bạn vẫn sẽ cảm thấy hài lòng thôi. Giờ là đến Caramel Nude, những tông nude có nhiều sắc nâu. Màu son này hầu như không kén tông da và mọi undertone đều có thể dùng được. Tuy nhiên vì sắc nude này sẫm hơn hẳn nên màu son kiểu này sẽ phù hợp với các bạn tầm 20 tuổi trở lên hơn, là các cô bé còn học trung học. Hơn nữa, sự thay đổi tông da cũng ảnh hưởng khá lớn đến màu son. Da càng trắng, sáng thì sẽ thấy tông màu này càng đậm, gần như là son nâu luôn. Da ngăm thì lại thấy vừa phải. Nếu bạn yêu thích phong cách trang điểm Âu Mỹ cá tính quyến rũ thì hãy để ý những màu kiểu này nhé. Ở bên này, dù là đi ngoài đường hay là lên YouTube, Instagram, Trang thấy rằng 80% phụ nữ đều sử dụng những tông son nude chứ kiểu màu hồng, đỏ, cam, ít cực kỳ luôn ý. Bộ siêu tập mới của hãng nào mà có son nude là thế nào thời đó cũng đắt hàng nhất luôn. Các bạn môi hơi sẫm màu có thể tham khảo các tông này luôn nhé. Tuy nhiên nếu trước khi thoa son mà các bạn dùng che khuyết điểm hoặc phủ nhẹ một lớp phấn lên thì son sẽ có thể lên đúng tông hơn nữa đấy. Cuối cùng là Rosy Nude, gồm những sắc nude ngả tông hồng. Các bạn cool undertones, ven cổ tay màu xanh dương, hoặc nếu bạn hợp đeo trang sức bạc hơn thì nên tham khảo các màu này. Vì da của mình là neutral warm nên đây cũng là những tông son mình ít dùng nhất vì không ăn nhập lắm với toàn thể khuôn mặt. Chắc các bạn cũng thấy rồi đấy.
Tuy nhiên, vì muốn các bạn nhìn rõ màu son cũng như tầm quan trọng của việc xác định undertone, nên Trang vẫn sẽ soát hết các tông này để các bạn tham khảo. Bạn nào tông da lạnh thì dùng các màu này đảm bảo là xinh lắm luôn ý. Tuy nhiên, với sắc da ngăm của châu Á thì Trang thấy tông màu này khá là kén người dùng và thường làm xỉn da hơn. Vậy nên các bạn da ngăm mà đang nhăm nhe mấy tông kiểu này thì hãy suy xét thật kỹ nhé. Vậy chất son thì sao nhỉ? Từ trước đến nay Trang vẫn trung thành với các thỏi son lì hơn và hầu hết các thỏi trong video này cũng đều là lì cả. Một phần vì mình thích son thật lâu trôi, ăn uống không bị phai đi nhiều và cảm giác trên môi cũng thích hơn nữa. Tuy nhiên nếu môi bạn mỏng và muốn tạo cảm giác trông đầy đặn hơn thì hãy tìm một thỏi son bóng nhẹ. Son bóng thường tạo hiệu ứng căng mọng môi cực kỳ hiệu quả luôn đấy. Bạn có thể sử dụng chỉ son bóng thôi hoặc có thể trồng lên son lì để giúp lâu trôi hơn nhé. Vừa rồi là một vài gợi ý về các màu son nude Trang hiện đang dùng. Đó chưa phải là đại diện đầy đủ của son nude đâu. Còn có những tông bợt này sáng hơn rất nhiều nữa cơ, mà rất tiếc là không hợp với da mình một chút nào cả. Thế nên là sẽ không xuất hiện trong bộ sưu tập này đâu. Các bạn không nhất thiết phải tìm mua đúng những thỏi mà Trang đang dùng đâu nhá. Chỉ cần nắm được da mình hợp với tông nào và tìm mua những màu gần giống như vậy là được rồi. Mình hy vọng công cuộc tìm kiếm son nude của bạn sẽ dễ dàng hơn sau video này. Chúc các bạn tìm được ít nhất một thỏi son như ý nhé. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi video lần này. Bye bye!